Miền Nam thật. Sắp trở về rồi. Tại sao lúc nào cũng là cô Miền Nam hết vậy? Nghe nói là cô Wada đã dùng tiền để cướp bài hát này được. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi không muốn thấy cô. Cô nàng đẹp trai phát sóng lúc 22 giờ từ thứ hai đến thứ năm hàng tuần trên kênh HTV3.